Vì sao các cô gái tuổi dần luôn cao số? Các bạn thân mến, có bao giờ bạn được mọi người cảnh báo rằng đừng nên yêu hay cưới một cô gái tuổi dần bởi cao số? Thế nhưng nguyên nhân thực sự khiến các cô nàng tuổi dần thường cập duyên muộn so với các con giáp khác lại khá đặc biệt đấy. Cùng lịch ngày tốt khám phá nhé! 1 bởi người tuổi dần uy quyền và mạnh mẽ, có sức mạnh và sự quyết đoán giống như con giáp mà họ mang tên, điều đó khiến cho họ rất được coi trọng ngay cả bởi những kẻ chống đối. con của mẹ dù cứng rắn đến đâu, gặp một người như thế thì cũng rất dễ sinh lòng cảm phục. Hai, bởi người tuổi dần chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách, nơi đâu có hiểm nguy khó vượt, hổ sẽ lao vào. khi người khác chùn chân, hổ cũng vượt lên trên đường đầu. khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, hổ sẽ quả cảm, không hề e dè sợ sệt, lao vào kẻ địch mang đầy tính nhân ái, hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Vì thế ông bà ta xưa tin rằng có một người tuổi dần trong nhà gia đình bạn sẽ an toàn vì sẽ không xảy ra hỏa hoạn, trộm cắp vào ban đêm. 3. Ba, bởi vì người tuổi dần thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Những chú hổ học hỏi họ rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt. gặp người tuổi dần con đừng ngạc nhiên về điều đó nhé, họ sinh ra đã vậy rồi. 4 người tuổi dần đều tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình với những ai quen biết họ. Năm, bởi người tuổi dần đầy sức hút sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Họ sinh ra đã có tố chất và không hề biết mệt mỏi nên thường hành động rất nhanh. Họ đa nghi, khó tin tưởng người khác, đồng thời là một người thành thật, giàu tình cảm và khảng khái. Hơn nữa, còn có khiếu hài hước tuyệt vời. 6 bởi người tuổi dần rất nhân từ, họ yêu trẻ, động vật hay những thứ có thể khơi gợi trí tưởng tượng và sự chú ý. người này có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc thì quên hết mọi thứ xung quanh và luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự. con của mẹ nếu yêu phải người này đừng cảm thấy bơ vơ do sự mải mê đó nhé. 7. khi người tuổi dần đau buồn, họ cần sự cảm thông thực sự, an ủi họ cần nhỏ nhẹ. nếu sự việc chuyển biến tốt, họ sẽ bỏ đáp con gấp bội họ sẽ lắng nghe những lời nói đầy lý trí của con và sẽ nhớ như in từng câu từng chữ khuyên nhủ thiện ý. 8. Khi gặp phải sự đả kích hay thất bại lớn đến đâu, người tuổi dần cũng không bao giờ sờn lòng bỏ cuộc. Dù chỉ còn sót lại một đốm lửa nhỏ xíu, họ cũng dùng để nhóm lên ngọn lửa của số phận. Cái tinh thần bất diệt ấy khiến cho họ sống lại, trở nên đáng yêu hơn và có thể con cũng sẽ cảm nhận được như vậy. 9. Nhu cầu làm điều gì đó khác thường là động lực lớn nhất của tuổi dần và đó cũng là một trong những lý do vì sao lại có nhiều nhà tư tưởng, người chủ trương cải cách và những nhà tám hiểm sinh vào năm dần đến vậy. 10. Tính cách của người tuổi dần rất khó dự đoán, vì vậy con đừng bao giờ đánh giá thấp phản ứng của họ. Bề ngoài có thể tỏ ra điềm tĩnh, con giáp này sẽ chủ tài vô mồi bất cứ lúc nào sinh ra làm người lãnh đạo, họ nhận thức sâu sắc về phẩm giá của mình là những diễn giả tuyệt vời. Họ có khả năng chỉ huy và thuyết phục đám đông qua các bài phát biểu. Người sinh năm dần thường trở thành những anh hùng cứu vớt nạn nhân khỏi tai nạn hoặc thảm họa trong khi những kẻ khác run rẩy đứng ngoài. 11. Người tuổi dần thích những công việc cho phép phát huy tính độc lập và không thể chịu người khác lãnh đạo. Thông thường họ sẽ tiến lên vị trí cao nhất, đồng nghiệp và đối thủ e dè, thậm chí khiếp sợ họ bạn bè, người thân cảm thấy bình an vì được ở bên một người bảo trợ mạnh mẽ. 12. Người tuổi dần có số đào hoa khi theo đuổi đối tượng một cách tích cực, nhưng chính đối tượng đó lại là người thầm yêu trộm nhớ tuổi dần kia. Lời khuyên dành cho người tuổi dần là nếu có người bày tỏ tình cảm với mình trong lúc chưa yêu ai, thì tốt nhất là hãy tiếp nhận tình yêu một cách chân thành, xác định chính xác tình cảm của mình rồi hãy đồng ý hay từ chối nhé. 13. Trong tình yêu, người tuổi dần có sức hút rất mãnh liệt nhưng điềm tĩnh, rất nhiệt tâm nhưng lạnh lùng, rất dũng cảm khi đối đầu với nguy hiểm nhưng lại có thể mềm mỏng. Họ bí hiểm và thường tạo ra những bất ngờ đối với người mình yêu thương. Họ là những người không gò bó đối với ngọn lửa sáng tạo không ngừng con ạ. 14. Tình yêu là men say đối với người tuổi dần. Những quyến rũ, niềm vui và sự hồi hộp trong săn đuổi khiến cho họ sung sướng. Vậy nên những cô gái táo bạo, bí ẩn, thậm chí là nguy hiểm có một sức hút đặc biệt đối với người tuổi hổ. 15. Khi đã chọn quan hệ yêu thương, người tuổi hồ có thể buông mình theo cảm xúc và yêu thương nồng nàn. Họ chỉ có thể chấp nhận nguyên tắc, tất cả hoặc là không. Người tuổi hồ sẽ trao hiến một cách trọn vẹn, cả tâm hồn lẫn thể xác. Vì vậy, những người con gái muốn có tình yêu bay bổng, lãng mạn sẽ không bao giờ phải thất vọng về tuổi Dần 16 bởi nếu yêu ai đó người tuổi dần thường thể hiện ngay tình yêu của mình một cách công khai và không ngần ngại dâng hiến tình yêu cho người đó tình yêu chân thành của họ sẽ khiến người khác không có cảm giác là họ đang cố ý thể hiện ra như vậy mà hoàn toàn tự nhiên chất phát 17 bởi người tuổi dần thích đi du lịch tới những miền xa xôi trải nghiệm những cảm xúc mạnh và chinh phục nỗi sợ hãi trên đường đi không bao giờ chịu ngồi yên ở nhà họ thích những ngày nghỉ sôi nổi ở đâu đó và sẽ trở về nhà khi đã sẵn sàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo bởi vậy, yêu người tuổi dần, đời con sẽ là những chuyến hành trình đầy hấp dẫn và thú vị. Con sẽ không phải tự kỳ ở nhà một mình nữa, bởi tuổi dần là tuổi phiêu lưu, con gái hướng nội nên yêu tuổi này. 18. Người tuổi dần nhỏ má A thường được nhiều người khác giới ngưỡng mộ, vây quanh. Vì thế trong tình yêu, họ còn có biệt danh là kẻ phong lưu, nhiều người có ấn tượng không tốt về họ. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng vì họ chỉ coi những người bạn khác giới như bạn bè bình thường của mình. Có thể trước mắt mọi người, họ là một người nhiệt tình, vui vẻ, nhưng với những người khác giới lần đầu tiên gặp, họ lại rất lạnh lùng và nghiêm túc. Họ luôn biết giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, không bao giờ họ có những hành động hay cử chỉ thân mật quá mức với những người mới quen biết. Họ chỉ toàn tâm toàn ý trung tình với một nửa của mình, cho dù có nhiều vệ tinh vây quanh. 19. Người tuổi dần nhóm máu B thường không coi trọng hình thức kết hôn. Họ cho rằng việc hai người thực lòng yêu thương nhau và muốn gắn bó với nhau mới là điều quan trọng. Chính vì điều này nên khi tìm được một nửa của mình, họ rất bình tĩnh, cẩn thận suy xét kỹ càng trước khi quyết định tiến xa hơn nữa. Vì tình yêu, họ sẵn sàng bỏ qua mọi lời khuyên của người thân hay những dư luận của xã hội. 20. Những người tuổi dần nhóm máu AB thường có cách thể hiện tình cảm rất mãnh liệt. Khi đã để mắt đến một ai đó, họ sẽ tìm một cách thể hiện để đối phương sớm nhận ra. Họ luôn muốn được ở bên cạnh người yêu và muốn được người đó quan tâm, chú ý đến mình. Khi đứng trước đối phương, họ sẵn sàng bộc lộ cảm xúc với người đó. 21. Tuổi dần thuộc nhóm máu O thường bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn nhưng không kém phần nồng nàn, đám say. Khi yêu với họ thế giới như chỉ dành cho hai người. Khi hai người đã chính thức công khai mối quan hệ, những người này toàn tâm toàn ý chăm sóc, thậm chí còn muốn kiểm soát một nửa của mình. Con đừng khó chịu khi có cảm giác bị kiểm soát nhé, bởi đó là vì họ quá yêu con mà thôi. Hai hai, bởi người tuổi dần thường có khả năng nâng đỡ tinh thần của những người đang chán nản hoặc cô đơn nhất mà họ gặp. Vì vậy họ kết bạn một cách dễ dàng. Không có bạn bè là một điều vô cùng khủng khiếp đối với người tuổi dần. Họ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bạn bè và gia đình. 23. Bởi người tuổi dần tỏ ra đặc biệt nồng hậu với bạn bè, họ hào phóng cả về thời gian, sự quan tâm và tài chính. Bạn bè luôn được chào đón tới ngôi nhà của con giáp này. Với tách trà nóng, đôi tai biết lắng nghe, chiếc khăn giấy lau khô những giọt nước mắt, tấm lòng cởi mở và chiếc ví hào phóng. 24. Người tuổi dần khi được làm cha rất yêu thương con cái, họ có thể nhảy qua lửa để bảo vệ cho con mình. Tuy rất nồng hậu nhưng họ sẽ trở nên hết sức dữ tợn nếu như con cái bị đe dọa. Cha tuổi hổ tiêu xài hoang phí cho con và hết sức rộng rãi với chúng. Họ có thể chơi đùa vui vẻ với con và tìm thấy ở đó niềm vui lớn. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh này sẽ nổi giận nếu như con cái đi quá xa hoặc tỏ ra thiếu tôn trọng họ. Cha hổ cũng không thể chịu đựng việc con cái cư xử thiếu lịch thiệp hoặc thiếu tôn trọng đối với những người lớn khác. 25. Cha hổ hết sức nghiêm túc trong vai trò làm cha và rất tin tưởng ở giá trị của giáo dục. Khi con cái còn nhỏ, cha hổ thích kể chuyện cổ tích và đọc truyện cho con nghe, họ thích nhắc lại những trải nghiệm thời thơ ấu của mình và qua đó dạy cho con những bài học về đạo đức. Họ tin tưởng tuyệt đối rằng mình là tấm gương tốt cho con cái. Nếu yêu và lấy một người tuổi dần, gia đình con sẽ có một hổ như thế con ạ. À. Tóm lại, người tuổi dần, uy quyền, dũng cảm và mạnh mẽ là bậc nhất. Thông minh, nhìn xa trông rộng, đứng vị trí hàng đầu nhạy cảm lãng mạn nồng nàn trong tình yêu cũng đứng số một luôn xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau của lịch nghề tốt